và giờ họ sẽ kê cái về cùng một bên mà thôi. Vấn đề rằng đó sẽ là mạng của Jonosen khi anh chàng này hạ Lugariu, và cái tên cuối cùng ở đây là Sildetio vừa có cho mình cái triple kill để đối đầu với đó là cái tên gì, và Tham Minh đẩy ra sẽ là Tham Minh dành cho Sildetio khi anh chàng này là người chiến thắng. Trong khi đó ở khu vực mình vẫn đang là những tiếng kê đẩy, nhưng Jonosen có vẻ như là người kiên trì hơn so với cả cái tên Ariu. Liệu rằng Jonosen có còn Jonosen không biết, nhưng Jonji và đúng phải cái Tham Minh của Jonosen đang bắn rất bay. Và giờ thì cái tên thứ ba xuất hiện, và đó là vị trí của Emman FPS cũng đã phải nằm xuống. Jonosen sẽ được hồi đầy lại lượng máu. Và giờ thì sao đây, anh ta đối mặt với cái tên, đó là cái tên thứ tư, Zero Death Yo cũng đã phải nằm xuống thôi. Jonji đi đâu, cần phải check hết các góc ở đây cái đã. Và bây giờ thì có những tình huống spam đầu tiên rồi, không check ở trong sai, và đó là 3 mạng cho Jonosen, 4 mạng cho Jonosen. Trời ơi, à số 78 giải phóng Phương Đình Đống Đa Hà Nội, à, bệnh viện Tai Mũi Trung ương lên đấy thốc lại đồng ngũ thôi chứ khó thở quá rồi. Yes, again, một cú làm ba. Đến thời điểm này thì cả team Fancy ai cũng có thể có highlight được rồi. Nào làm gì đây, liên tục là những tình huống búp chim ta đến từ vị trí của Yes Again, nhưng vừa xong thì A cũng đã bớ được 2C rồi, nhưng chỉ một thôi, không thể làm gì cả khi Yes Again đây tự tin xông ra, nhưng không phải là một tiếng chim từ kêu lên mà đó là Yes Again cơ. Đối phương thì có cho mình một khẩu Odin khá gay ở trên khu vực Heaven, những tình huống Jiggle để chờ cho cái khung của Sova. Tuy nhiên bây giờ nếu như người chơi Sova nằm xuống thì đây sẽ là cơ hội cho IG. 16 máu và đó là vị trí của IG. Vâng, siêu Fed BB liệu rằng có tò mò ngó qua hay không đây, bắt đầu lao vào sai để quyên sinh đến thành viên của Fancy nhưng không được rồi. Siêu Fed BB nổ máy cầy lên và đó là cầy được 4 mạng của Fancy. Kananmo, Jiggle, 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 Jiggle,